Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Tôi tên là Trần Đức Ân. Trước đây thì tôi là hướng dẫn viên du lịch, nhưng do dịch bệnh Covid nên tôi bị thất nghiệp rồi các bạn ạ. Hiện tại thì tôi đang chạy xe ôm công nghệ với mong muốn là chia sẻ những cái kiến thức mà trước đây mình có, cũng như là giao lưu, học hỏi và kết bạn với tất cả những anh chị em là tài xế xe ôm công nghệ. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với tất cả mọi người về cái những cái kiến thức tiếng Anh. Nếu mà chúng ta gặp khách nước ngoài thì chúng ta sẽ trả lời và hỏi họ những câu hỏi như thế nào. Trường hợp đầu tiên thì ta sẽ đi tìm hiểu cách nói khi mà khách đặt cái dịch vụ bay. Trường hợp 1 là tài xế đến điểm đón nhưng ta chưa thấy khách ở đâu thì ta sẽ nói thế nào. Ở đây thì ta sẽ có nhiều cách để nói, nhưng mà có hai cái cách dễ nhất mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Cách thứ nhất ta sẽ nói là Hello, I have arrived. Xin chào, tôi đã đến rồi đó. I have arrived. Hello, ta sẽ gọi như này. Hello, I have arrived. I have arrived. I have arrived. Okay. Cách thứ hai, ta sẽ nói là Hello, I'm here. Hello, I'm here. Đó là hai cái cách mà rất là dễ, rất là ngắn để các bạn có thể nói rất là dễ. Nhất là cái cách thứ hai, Hello, I'm here. Có nghĩa là xin chào, tôi ở đây rồi. Nếu mà khách mà có hỏi chi tiết hơn là Where are you? Khách hỏi chúng ta là Where are you? Vì họ cũng đang không thấy chúng ta ở đâu. Thì đầu tiên, nếu mà ta đến đúng cái vị trí định vị ở trên cái phần mềm rồi, phần mềm hệ thống rồi, thì ta nói là Hello, I'm at your pin location. I'm at your pin location. Ok. Hello, I'm at your pin location. Xin chào, tôi đang ở chỗ định vị của bạn rồi. Đúng không nào? Nếu mà ta nói chi tiết hơn thì nói là Hello, I'm at 85 Cầu Giấy Street. Okay. I'm at là tôi đang ở. Rồi sau đó là chấm 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 là cái vị trí. Street là đường phố. Đúng không? Còn nếu mà các bạn muốn chi tiết hơn thì các bạn sẽ phải học số đếm từ 1 đến 100 hoặc là đến 1000 ta mới nói chính xác được cái chữ này được. Còn không thì ta có thể là gửi tin nhắn cho khách là I'm at số bao nhiêu đó ở đường nào. Street là đường phố. Rất là dễ phải không ạ? Ok. Phần này thì các bạn đã hiểu chưa? Nếu mà chưa hiểu thì các bạn có thể nhắn tin cho mình và gọi điện cho mình thì mình sẽ hướng dẫn và thực hành với các bạn, thì khi đó thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn. Và khi mà ta tới nơi rồi, ta gặp được khách hàng rồi, thì ta sẽ hỏi khách là Hello. Đầu tiên là ta sẽ chào họ. Hello, are you Sarah? Hoặc là are you Philip? Bạn có phải là Sarah không? Hoặc là bạn có phải Philip không? Nhìn trên phần mềm là ta có thể thấy cái tên của họ ở trên cái phần mềm đó, thì ta hỏi họ. Hoặc là nếu mà ta không phát âm được cái tên của họ thì ta sẽ dùng điện thoại trên phần mềm đó, ta hỏi bạn, hỏi các bạn đó. Hello, are you Sarah? Are you Philip? Đó. Thì các bạn say yes, đúng rồi đó. Thì sau đó là bạn confirm lại cái vị trí mà khách muốn đi. Ta sẽ có cái mẫu câu là Are you going to? Bạn đang đi đến 65 Sadan Street, đúng không? Nếu mà các bạn không có thể nói được rõ thì các bạn có thể nói là Are you going to this? Going to? Bạn đang đi đến đây đúng không? Bạn sẽ đi đến đây đúng không? Thì chỉ cần hỏi hai câu hỏi này thôi là chúng ta có thể confirm được rồi. Khách xuống xe. Xuống xe xong thì ví dụ như là cuốc xe này là 50.000 thì chúng ta nói là is 50.000 Việt Nam đồng, hoặc là is 30
1000 Việt Nam đồng. Đó. Hoặc là các bạn chỉ trên cái máy tính điện thoại của bạn luôn là đây là giá tiền của bạn đấy. Nếu mà bạn không thể nói được cái giá tiền theo cái tiếng Anh. Sau đó là say thank you, please rate me 5 star. Đó. Cảm ơn và xin hãy là đánh giá tôi 5 sao nhé. Cái này mẫu câu này mình học thôi. Please rate me 5 star. Thank you. Please rate me 5 star. Ok. Rất là dễ đúng không ạ? Ok, với trường hợp khách đặt food thì đầu tiên, bước đầu tiên ta phải đi xác nhận cái đơn hàng này. Để trường hợp mà khách hủy hàng thì chúng ta vẫn có những cái cơ sở để yêu cầu bên công ty người ta sẽ bồi hoàn lại cho chúng ta. Đó. Ta sẽ phải học là hello, I would like to confirm your booking over Grab. Okay. I would like to confirm. Hello, I would like to confirm your booking over Grab. Xin chào, tôi muốn xác nhận cái đơn hàng của bạn qua Grab. Khách trả lời là ok và yes thì là ok rồi. Sau đó là chúng ta cúp máy và chúng ta đi lấy hàng thôi. Rất là dễ đúng không? Đến nơi thì như lúc nãy ta đã học qua thì ta sẽ nói là hello, I'm here. Hoặc là hello, I have arrived. Okay. Hello, I'm here thì dễ dàng hơn. Nếu không có thể trả lời được cái số tiền là bao nhiêu thì ta sẽ đưa cái app cho khách xem số tiền là bao nhiêu thì khách cũng sẽ biết thanh toán cho chúng ta bấy nhiêu. Sau đó cuối cùng là thank you, enjoy your meal. Sau đó cuối cùng ta nói là thank you, enjoy your meal, enjoy your meal, thank you, enjoy your meal, là cảm ơn và chúc bạn ngon miệng. Thì chỉ cần như vậy thôi. Ta chỉ cần nhớ những cái mẫu câu rất là đơn giản như vậy thì ta có thể gặp khách nước ngoài chúng ta không run nữa. Và thậm chí là nếu mà chúng ta nói tốt thì thường thì khách cũng sẽ cho tip 5 hoặc 10.000, cũng là tạo nên cái thu nhập cao hơn cho bạn ngày hôm đó. Ok, cuối cùng thì rất cảm ơn sự lắng nghe của quý anh chị và các bạn. Và hy vọng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả mọi người. Cuối cùng thì xin chúc tất cả quý anh chị và các bạn sức khỏe, nhiều niềm vui và may mắn, an toàn trên mỗi chuyến xe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.